Có cái gì? Say rồi đừng có lái xe. Bây giờ lại quan tâm đến chuyện của Thiên Hạ à? Hả? Xuống xe để tôi đưa chị về. Liên quan gì mà chở? Hả? Hay là anh lại vì cô em gái của tôi mà muốn giúp đỡ tôi à? Vừa phải thôi. Xuống. Nhắn với cả nó. Tuốt ra khỏi cuộc đời đây. Mà các anh cũng thế. Nào bình tĩnh. Đây. Em tin hay không thì tùy. Nhưng đứa em gái cùng cha khác mẹ của em ấy muốn có được anh rể của mình đã không từ thủ đoạn nào. Em thử nghĩ xem, không có thằng đàn ông nào chịu đựng được khi người phụ nữ của mình ngủ với thằng khác cả. Mà điều ấy cả thế giới đều biết. Em thấy chưa? Trong khi em đau khổ thì bọn họ đi uống rượu mừng. Chào bác sĩ. Bệnh nhân bị dập cơ bụng và dạn xương bả vai. Chúng tôi đã dùng nẹp cố định phần xương bả vai rồi. Chị ơi, em thấy trên tay của anh ấy chảy nhiều máu lắm á. Có gì nguy hiểm không hả chị? Phần đầu bị va đập xuống đường, tuy chưa phát hiện thấy tổn thương về não, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Còn máu chảy là do rách phần mềm thôi. Giờ anh đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chị. Em nghỉ ngơi một lát đi. Tí anh quay lại. Tình hình thế nào rồi? Có tin tức gì của Châu chưa? Chú ạ. Rạng sáng ngày hôm nay, người của cháu đã tìm thấy xe của Châu. Tìm được ở đâu? Giờ nó thế nào rồi? Trên cầu Tam Lang, cách đây khoảng hơn 80 cây số, xe hết sạch xăng. Bên cạnh đó là chiếc xe Minh Khơi của Phúc, người của Trần Cảnh bám theo để bảo vệ cho Châu. Mình muốn hỏi là Châu đâu? Dân ở đó họ nói là đêm qua có người nhảy xuống, có hô hoán lên nhưng không kịp. Mẹ ơi! Cúc! Mẹ! Cúc ơi! Mẹ ơi! Mẹ ngồi đây! Người của mình vẫn tiếp tục giả soát dọc bờ sông mà. Ông! Ông này!